Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Dạ, em nghĩ là cái phần động tác hình thể đáng yêu thì em có lẽ không tốt bằng Thúy Ngân. Nhưng mà thực sự thì khi mà đến với chương trình thì tất cả anh trai đã giúp cho em kích hoạt thêm những thuộc tính mới. Đó là những cái biểu cảm mới và sự cute cho âm nhạc rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà hồi nãy rất là ấn tượng với cái mà em nói là mình nói hello bằng 8 thứ tiếng đấy. Mình mở đầu bằng cái đó rất là thông minh. Và cái kết của 8 thứ tiếng đó là câu xin chào. Hải Đăng Đu, hôm nay em hài lòng với những gì mình đang biểu diễn không? Mặc dù anh thấy là em cũng hơi khó khăn với cái tay này nhưng mà anh thấy là em cực kỳ máu lửa nha. Hiện tại thì sau khi mà em xem hiệu ứng của khán giả sau khi xem trình diễn thì em cảm thấy hài lòng ạ. Đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chính là bởi vì là khán giả đã hét quá to cho nên là em đã dùng chiếc tay phải của em để em nhảy ạ. Chúng ta sẽ chào đón nhóm thi đầu tiên của chương trình tối hôm nay. Mọi người muốn ai thi đầu ạ? Bật mí nha, đoán thử xem nào. Trong nhóm này có một anh trai nói rất nhiều. Team Negip hả? Ai kêu tên Phạm Đình Thế Ngân ạ? Sao vậy anh ơi? Bé ngồi đây mà. Đó là Phạm Đình Thế Ngân ạ, xin mời. Xin chào mọi người. Fanboy, fanboy. Và đây là team của Lưu Hoàng. Phạm Đình Thái Ngân. Kim Tuấn Kiệt. Và Hải Đăng Du. Và đây là nhóm 2 trực thuộc team Isaac. Tôi nhận thấy là từ xa đồng đội Isaac, Win Lê, anh Tú và Đỗ Phú Quý đã có mặt để cổ vũ ạ. Cho anh hỏi, khán giả rất là lo lắng cho cánh tay của anh chàng đẹp trai Hải Đăng Đu, không biết em đã ổn chưa? Nếu mà nói về tình trạng thì em tầm khoảng 70%, nhưng mà hôm nay em muốn dùng 100%. Yeah. Mà dùng thì cũng ráng an toàn nha em trai nha. Dạ vâng, em sẽ cố hết sức ạ. Chúng ta cổ vũ cho Hải Đăng Đu được không ạ? Yeah. To hơn nữa được không ạ? Chưa có to ạ. Kim Tuấn Kiệt, dạ. Em là người duy nhất ở đây có gia đình. Dạ. Em có sợ là vì như vậy mà sức nóng của mình lại kém hơn các bạn không? Có không ạ? Có không ạ? Có kém hơn không ạ? Chưa rõ ạ. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Bên này nữa, đây là các bạn FC của em ạ. Và anh biết không, em có thêm một cái nguồn sức mạnh nữa. Đó chính là FC Jinbu, FC Genius, FC Bu em, cả ba FC gặp lại luôn ạ. Trời ơi, đông quá. Quá dữ. Và tôi cho các bạn biết thêm một thông tin nữa, không những đông FC mà FC này còn thao túng tâm lý rất ghê. Hồi nãy đã cho tôi một chai nước thơm ép. Đúng. Và một chai dầu so bóp. Đúng. FC của các anh trai khác nên học hỏi. Là ngoài ra ấy, là 30 anh trai bọn em là mỗi người được một cái vòng vàng từ FC của anh. Được vòng vàng luôn hả? Vừa được nhận xong. Ồ, chắc chắn là giả em nha. Yên tâm đi. Phạm Đình Thái Ngân. Dạ. Có vẻ em đã giảm cân sau nhiều ngày tập luyện. Dạ. Và em đã sẵn sàng tinh thần chưa? Dạ, thật sự đứng trên này thì mọi người thấy bốn đứa em có bốn bộ đồ hồng. Thì tụi em không có gì ngoài sự đáng yêu này cả. Khẩu khí khá lắm. Chưa để đáng yêu luôn á. Hy vọng là mọi người sẽ tận hưởng cái không khí mà tụi em mang lại. Một không khí rất là... Lạ. Hả? Ủa? Ủa? Không lạ hả? Không lạ hả? Có nghĩa là rất là tươi mới. Tươi mát. Yeah. Như cái chai nước ép mà Gin tặng cho anh. Như chai nước ép. Ok. Còn về Lưu Hoàng thì với góc độ chuyên môn, Lưu Hoàng có thể nói rõ hơn cho mọi người biết là hôm nay Lưu Hoàng sẽ mang đến cho mọi người dòng nhạc gì với thái độ như thế nào không ạ? Trời ơi, em rất là hào hứng khi tham gia trong nhạc phẩm lần này. Nhạc nha. Sao nghe nó trịnh trọng quá. Dạ, tụi em sẽ hello bằng 8 thứ tiếng ạ. Dạ. Và thưa các bạn, khi chúng ta gặp ai, câu đầu tiên mình nói là gì ạ? Xin chào. Hello. Vậy thì chúng ta ngay bây giờ sẽ nghe bài hát You Had Me At Hello. Yeah! I love you! I love you! Love you I too. Love you!
Hello Vinh. Hello, what's up ơi? Anh đang bạn với nhau hết rồi đúng không? Dạ, yeah. Cái rap của em sẽ là DJ như các bạn theo đuổi. Hôm đó em rap đã rồi, gọi nhà em đó, gọi là em hỏi. Đây là một vòng thi mà Ngân cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái. Không phải là những cái động tác này nó đơn giản, mà chỉ là Ngân đã bắt nhịp được với cuộc chơi này. Jin nói anh có mấy cái bài fit, cái đó làm sao ta? Bài fit tức là 1 and 2 and 3 and 4 and 6 and 7 and 8. À, nó sẽ mấy cái phóng khoáng, nó play full hơn đúng không? Yeah, yeah, yeah. Khi mà mình làm việc đó, mình rất là lo mình không có chu toàn được cho tất cả mọi người á. Tại vì hai bài ít nhất cũng phải có sự đóng góp tới cái bài của team còn lại, mặc dù mình không tham gia. Nhưng mà mình can thiệp nhiều quá thì nó lại là mất đi cái cá tính của anh em trong bài kia, và sợ nhiều khi mọi người không thích mà mọi người không dám nói á. Mà hy vọng rằng là chưa anh em nào cảm thấy gia trưởng quá đến từ Isaac. Mình đang rất là muốn thấy cái tính gia trưởng của anh Isaac nó lòi lòi ra chút xíu á, chứ ảnh không có gia trưởng lắm. Ừ ha, mà cũng đúng thiệt. Cái điệp khúc You had me at hello là mình sẽ có những cái động tác signature cho đó đúng không? Đúng rồi em, 1 and 2 and 3 and 4 kiểu rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nó dễ thương á. Yeah. Isaac với đến phòng tập để xem là các anh em tập như thế nào về mặt tinh thần thôi, chứ ra là Isaac nghĩ là các bạn rất là giỏi và các bạn biết các bạn đang làm gì rồi. Chứ còn thật ra tự dưới khán giả nhìn được thì không biết. Hello. 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 Rồi ơi, sao tới sớm quá vậy? Thực ra là cái này là do mình thôi, mình tới sớm. Tại Isaac cũng muốn là cùng nhau mình bàn được thêm nhiều thứ. Chúc mừng tập vui nha, anh đi về. Bây giờ là phải cần anh Sái để thay Ngân. Ủa Ngân đi đâu? Anh Ngân đi Nhật diễn rồi, bỏ em rồi. Thay Ngân lúc đấy lại đi sang Nhật kiếm thêm, làm này làm kia. Tới 4-5 ngày rồi mới quay trở về Việt Nam. Cuộc sống mà, mình cũng phải đi kiếm sống. Mình phải cắt cái câu solo của Ngân đi. Đúng vậy, cắt hết. Không có thể nào mà cắt live hát của Ngân được. Em là cái người duy nhất đi họp trong cái nhóm hát hello của em luôn đấy. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Thật xếp ban đầu là nói là thiền gia đúng không? Thì mọi người vẫn ok với idea đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà tụi em chỉ muốn biết là cái hành tinh đó sẽ thành hành tinh mèo. Dạ, yeah, dễ thương nha. Cái này ok nè, Việt. Trong bài là mấy đứa sẽ có thêm mấy cái âm thanh của mèo lắm. Dạ có, ví dụ em cho thêm tí vào cuối thôi. Ok, hay không ấy, dễ thương đó nha. Mấy cái đó dễ viral lắm á. Dạ, ví dụ mình kêu gọi voting. Này các em, hãy vote đi. Mèo 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 mèo. Dễ thương nha. Ok á. Được, được, được. Muốn trong bài này anh em nhảy với dây. Wow. Nhảy dây không phải là nhảy dây hay là... Thực ra một trong những cái điều mà Isaac ít can thiệp như bài You Had Me At Hello á, là bởi vì Isaac có quan sát nha, từ xa thôi. Cảm thấy là anh em có được một cái sự thống nhất rất là nhiều. Anh em bắt đầu tập điệp khúc trước nha. Ok, ok. Ok. 1, 2, 3, 4, tà, 5. Ui dồi ôi. Anh Lê Vinh biên đạo mọi người ạ. Không bao giờ để cho các bạn nghỉ chân, và cũng ít khi nghỉ tay lắm. Sau đó tiếp mình sẽ có tà, 6, tà. Là mình bước về. Cái gì giờ? Về. Thái Ngân tập thì Thái Ngân. Bên Thái Ngân đang order nước cho mọi người. Ok. Trong nhóm Đoàn Khe ngày xưa có giỡn nói ảnh là cô bảo mẫu Isaac, nghĩa là anh em cần ăn gì, cần uống gì là lúc nào cũng có sẵn hết. Đó là một cái điều mà Jin rất trân quý ở anh Sái. Khen anh ấy là một người chu đáo hay gì nó thừa quá. Tập tay nhá. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và... Chân trái hay chân cuối? À, chân trái, chân cuối. Xoay ngang trái, luôn hay là xoay 45 độ? Xoay chéo 45 độ. Move của anh Lu rất là đẹp, nhưng mà anh ấy để ý đến từng cái thần thái trên mặt anh ấy lúc nào cũng... Thực sự rất là căng thẳng luôn. Thời gian quá gấp rút rồi, cho nên mọi người hãy hiểu cho tinh thần của một chương trình thực tế. Bao giờ mọi người tay phải thì em bỏ ra anh á. Ok, ok. Tay phải em chưa công lại được hả? Chưa linh hoạt được rồi. Tuy là bị hạn chế về cái chấn thương tay, nhưng mà Du rất là tích cực. Những cái động tác nhảy cũng cố gắng để mà làm theo cho đồng đều. Với lại anh em cố dùng cái đầu với cái chân, một cái tay còn lại để cống hiến hết mình, cùng anh em có một cái kết quả tốt nhất. Du rất sàn hơi trơn, cho nên là khi mà mình nhảy thì có những cái động tác chạy đội hình rất là nhiều, mình trượt nó cũng sẽ vướng dây. Sau này anh chạm chân vào dây hay là chạm mặt? Chạm chân vào dây. Nhảy dây ở trong phòng tập thì dễ, mình ngang tạch
tạch hai cái là mình nhảy vô nhịp rồi. Nhưng mà trên sân khấu rất là nhiều thứ, nào là nhạc, rồi in-ear, headset, ánh sáng nữa. Mình không thể nào mình kiểm soát được cái chuyện dây vừa đáp xuống là mình phải nhảy vào liền. Tại vì chỉ cần một nhịp trễ thôi là Lưu Hoàng có thể kéo theo ba thành viên còn lại xảy ra một cái lỗi lầm mà không đáng có. Lúc riêng không thể anh nhảy dây đi. Anh em tập lại bác nhỉ. Anh nhớ chạy lên, chạy là chạy hẳn luôn, hoặc là chạy chéo hai bên. Đừng có chạy nửa chừng, dừng lại nhá. Ok. Ngân chỉ muốn nói là mình sẽ cố gắng hết sức, đặc biệt là các anh em, công sức của mình chắc chắn sẽ được đền đáp. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể làm được một cái cục mốc gì đấy ở vòng 2 này. Team Isaac. Thank you. Cảm ơn các bạn rất là đáng yêu. Meow meow. Thank you dancers. Meow meow meow. Một tràng pháo tay nữa cho Phạm Đình Thái Ngân, Lưu Hoàng, Duyên Tuấn Kiệt và Hải Đăng Trường. Đáng yêu mà còn nhiều trò nữa nha. À, nào là mèo, nào là phi hành gia, nào bắn súng hơi. À, cho mình hỏi là tất cả những cái phần dàn dựng có đóng góp của đội trưởng gì không mà hay là các anh em phải tự bào chế với nhau ạ? Thực ra thì những cái idea của bài mình là anh Isaac cũng có đóng góp. Nói chung là em thấy là tất cả các thành viên trong nhóm đều tự mình góp những cái ý kiến riêng của mình để xây dựng thành một cái bài tổng thể. Ok. Riêng cái bài này là mình thấy là nó có một cái gì đó gọi là cute đáng yêu đó. Thì anh trai Lưu Hoàng có gặp khó khăn gì trong cái phần biểu cảm đáng yêu không ạ? Dạ, em nghĩ là cái phần động tác hình thể đáng yêu thì em có lẽ không tốt bằng Thúy Ngân. Nhưng mà thực sự thì khi mà đến với chương trình thì tất cả anh trai đã giúp cho em kích hoạt thêm những thuộc tính mới. Đó là những cái biểu cảm mới và sự cute cho âm nhạc rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà hồi nãy rất là ấn tượng với cái mà em nói là mình nói hello bằng 8 thứ tiếng đấy. Mình mở đầu bằng cái đó rất là thông minh. Và cái kết của 8 thứ tiếng đó là câu xin chào. Hải Đăng Đu, hôm nay em hài lòng với những gì mình đang biểu diễn không? Mặc dù anh thấy là em cũng hơi khó khăn với cái tay này nhưng mà anh thấy là em cực kỳ máu lửa nha. Hiện tại thì sau khi mà em xem hiệu ứng của khán giả sau khi xem trình diễn thì em cảm thấy hài lòng ạ. Đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chính là bởi vì là khán giả đã hét quá to cho nên là em đã dùng chiếc tay phải của em để em nhảy ạ. Thì mà phải cho anh tìm đi mà hết như đang trên mây vì em đây. Mong thời gian chậm đi chỉ muốn được cảm nhận em cả đêm nay. Dài quá. Bác sĩ có bảo với em là cái tay này em phải để một tháng thì em mới được hoạt động lại. Nhưng mà em bảo bác sĩ là để cho em phá cơ trước đi, để ngày hôm nay em được cháy cùng tất cả các anh của em ạ. Bởi vì live show đầu tiên bài hút em đã bỏ lỡ rất là nhiều. Em không muốn bài hát này em bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa. Nhiều quá. I love you. Rất là cố gắng và rất là đáng yêu luôn. Đúng không? Đẹp trai có gì sai? Đó, đẹp trai chỉ bị gãy tay thôi. Nhưng mà đang hồi phục dần rồi và cực kỳ cố gắng đúng không ạ? Hợp lý. Ngân! Alo, dạ. Hôm nay em thấy em tự hào về bản thân mình không? Dạ, không có riêng em nữa mà là cả team Hitrama và cả tụi em Lupajidu rất là tự hào về ngày hôm nay đã đứng đây và thật sự là cảm xúc của em bây giờ là nó muốn diễn thêm. Nó đã quá, tụi em vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người kiểu là cái anh ơi diễn thêm đi. Dạ đúng rồi. Và Lưu Hoàng là chắc cũng cùng mọi người produce cái bài này nhiều đúng không? Dạ, em có sửa lại một chút lyrics gọi là vơ và em có viết thêm một cái bridge để cho khi tiết mục cái hello nó thêm. Như các bạn đã biết là Lưu Hoàng không những chỉ hát hay mà còn viết nhạc rất là giỏi nữa nha. Ok. Yeah. Và bây giờ thời gian bình chọn đến rồi, giơ máy lên nào. Yeah. Lưu Hoàng 01, Phạm Đình Thái Ngân 02, Kim Tuấn Kiệt 03, Hải Đăng Đu 04. Lupajidu, Lupajidu. Hey. Lupajidu, Lupajidu. Mọi người ơi, bây giờ xin thảy nhá.
Chụp nhá. 2, 3. Bình chọn cho hello nha cả nhà ơi. Đây 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 đây. Còn nữa ạ, đây ạ. Đây. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.